Những Điều Chưa Ổn Từ Cuốn Sách Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử Cuốn sách này đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Song gần đây, người ta hay nhắc đến nó với những con số kỷ lục như phải qua hàng chục nhà xuất bản, hàng chục lần biên tập và chỉnh sửa bìa, bản thảo chỉnh sửa càng cao hàng mét. Nhiều thông tin khiến dư luận hiểu lầm, cảm giác như các quan chức năng đã vô cảm hoặc bị một áp lực nào đó khiến cho cuốn sách không thể ra đời nhưng sự thật không phải vậy. Không phải ngẫu nhiên mà sau khi bản thảo được gửi qua nhiều nhà xuất bản, những người có trách nhiệm đã yêu cầu chuyển về nhà xuất bản quân đội nhân dân để cho ý kiến. Bởi vì chỉ nhà xuất bản quân đội nhân dân mới đủ cơ sở, năng lực và điều kiện để thẩm định và công bố những số liệu chiến tranh chưa được công bố đầy đủ chính thức. Việc công bố này phải tuân theo những nguyên tắc riêng của đội, bởi đó là những vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối nội và đối ngoại. Sau một thời gian dài nghiên cứu, thẩm định, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đã chính thức kết luận bản thảo cuốn sách đến thời điểm 2016 không đủ điều kiện, không đảm bảo chất lượng để xuất bản. Cuối cùng, khi trở về nhà xuất bản Văn học, cuốn sách đã được biên tập chỉnh sửa rất nhiều so với bản thảo tại nhà xuất bản Quân đội Nhân dân trước kia tuy nhiên đến nay nó vẫn còn không ít hạn chế quan ngại như sau một cuốn sách được in với bản thảo không rõ ràng về tên tác giả trong từng phần từng bài không thông qua cơ quan chức năng của bộ quốc phòng thẩm định nên thông tin số liệu có gì sai sót không đến hay không đến nay vẫn chưa rõ bạn đọc mới chỉ phát hiện ra một vài điểm gây tranh cãi như chi tiết anh lanh nói về lệnh cấm lổ súng chỉ riêng chi tiết này đã là cực kỳ tai hại và nguy hiểm và là việc vi phạm nghiêm trọng luật xuất bản không đơn thuần là ghi trung thực ý kiến của nhân vật như cách một số người đang có ý thanh minh cho cái sai tai hại này không thể lấy lý do ghi trung thành một ý kiến mà không biên tập không tham khảo đối chiếu với những người trong cuộc khác đó là chưa kể chính chi tiết có cấm nổ súng hay không đã từng gây tranh cãi trên báo chí dư luận một thời gian dài mà nhà xuất bản không thận trọng rà soát thì chỉ do hoặc nghiệp vụ quá yếu kém hoặc do cố tình đốt đền mà thôi. 2. Báo chí đang cuốn sách đã được một hội đồng quốc gia thẩm định nội dung, nhưng chúng tôi nghi ngờ không có điều này, bởi hội đồng đủ điều kiện thẩm định nhất phải là các cơ quan của Bộ Quốc phòng thì đã không tham gia và trả lời bản thảo không đủ điều kiện xuất bản. 3. Những người biên tập biên soạn không có ai là chỉ huy của sự kiện, không có nhà nghiên cứu lịch sử quân sự nào ngay cả vị tướng hải quân tham gia cũng không phải là người trong cuộc. 4. Cuốn sách có tác dụng tốt là cung cấp thêm thông tin về một sự kiện lịch sử đặc biệt được dư luận quan tâm và cần được làm sáng tỏ, có tác dụng giáo dục truyền thống và khơi dậy lòng yêu nước nhất định. Nhưng với một sự kiện phức tạp, khó khăn mà làm vội vàng, không đủ trí và lực thì rất có thể sẽ dẫn đến sai lầm, thậm chí phải trả giá. Tác giả Nguyễn Văn Minh